càng ngày nó càng lớn lên. Thì nó lớn phát triển nhé. Do vậy bây giờ như nói ngày hôm qua là nguyên tắc chữa vú là hơ xung quanh cái vú thật, hơ xung quanh cái vú thật là hơ cái chân nó đó, từ cái chân thật của nó đi ra ngoài đó, mình lộ trình cái rễ của nó vào khoảng tương đương nửa phân. Mình coi cái chỗ nào mà nó hút nóng, có nghĩa là cái chỗ đó cái rễ nó đang đi ra, cái rễ nó sống nó đang nuôi, cho nên nó đụng nóng nó quản, nó báo cho mình biết là nóng. Rồi, giờ hơi thử gì nha. Cái gì thế, để xa á, chém quá để gần thôi nha. Đi xa như vậy để tìm cái điểm nóng. Chỗ nào nóng là giơ tay lên cho biết. Con phải đi như vậy để cho anh nhận định. Đây phải không? À là đây. Kỹ đi, nghe cho kỹ. Nóng nào? Thì bắt đầu mình lấy ra xa. Mình để, mình đếm 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tức là nằm ở giữa. Bây giờ bỏ xuống, mình đấu diện lại, nó nằm ở trung lực. Bây giờ đấu xuống trước và sau, rồi xây lại. Dạ mời. Ok, bây giờ ngó thử nha. Nằm ở vị trí này, cái này dùng ở nhà, bây giờ mình hơ thử đây nha. Ở chỗ nào bị. Chỗ này nóng nào, cùng một khoảng cách giống nhau, cùng một nguồn nhiệt, mà chỗ nóng chỗ nóng thì chỗ nào nóng mình lấy cho nó làm chuẩn. Cũng vậy, mình đưa ra xa cho tới khi nào mình đúng điểm. Bây giờ khoảng 5 giây vậy đó. Bây giờ đây cái này nó có một cái bớt lại đây, nóng không? Mình hơi cho này đó, mỗi ngày về hơi vậy đó, hơi để tìm cái điểm nóng là chỗ lớn, sau đó hơi đối xứng ra tiếp được. Nóng hơn không ha? Rồi vậy đó, đừng dụi, sau khi hơi xong đừng dụi, dụi nó đang nóng á, anh làm vậy nó khoát nó cày với da. Vậy thôi. Thank you.